Trời, bây giờ anh muốn uống cái gì nè? Ở đây có gì ngon nè? Trời ơi, anh em có nhiều thứ lắm nha. Nước cam, nước chanh, nước ngọt, trà đá, cà phê. Anh muốn uống cái gì nè? Mấy người giàu có ta đâu uống mấy cái thứ đó đâu nè.